Chương trình chia sẻ vaccine COVAX kỳ vọng trước cuối năm nay có được 1,9 tỷ liều vaccine COVID, bao gồm 1,5 tỷ liều dành cho các nước nghèo nhất, theo lời giám đốc điều hành của chương trình Aurelia Nguyễn, loan báo ngày 6 tháng 7. Liên minh vaccine Gavi điều hành chương trình COVAX với Tổ chức Y tế Thế giới, hy vọng tăng mạnh khả năng có được vaccine COVID vào quý 4 năm nay. COVAX đã phân phối khoảng 95 triệu liều cho 134 nước kể từ cuối tháng 2, và hiện đa dạng hóa danh mục cũng như đang thương thuyết với các nhà cung cấp mới, vẫn theo lời bà Nguyễn cho hay. Ông John Ryan, một giới chức y tế cao cấp của Ủy ban châu Âu cho biết, EU hy vọng sẽ hiến tặng thêm 100 triệu liều vaccine COVID cho các nước có thu nhập thấp và trung bình trước cuối năm nay, dùng chương trình COVAX như là kênh phân phối chính.